Khoảnh khắc bé trai khóc nức nở trong lúc biểu diễn văn nghệ khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh biểu diễn văn nghệ của một nhóm học sinh mầm non làm ai xem xong cũng không nhịn được cười. Vì trong số đó, một nam học sinh đã vô tư đứng khóc méo máu, mặc kệ cho người đồng đội của mình vẫn đang nhảy một cách hết sức hăng say. Cụ thể, video được chia sẻ bởi tài khoản có tên Trần Thị Lắm với dòng caption đầy hài hước. Đang yên, đang lành, tự nhiên bị bắt lên sân khấu. Lúc này, cả lớp đang thực hiện buổi biểu diễn văn nghệ với rất đông người xem ở bên dưới. Trong khi đó, phía trên là một sân khấu siêu to và đầy hoành tráng. Với trang phục được đầu tư hẳn hoi, kết hợp cùng dàn âm thanh ánh sáng xịn sò, hứa hẹn sẽ mang đến một tiết mục văn nghệ không thể nào ấn tượng hơn. Thế nhưng, khi nhạc chỉ vừa mới nổi lên được vài giây, một bé trai trong đoàn văn nghệ khoảng 10 người đã tự nhiên đứng khóc như mưa, mặc kệ cho các bạn diễn của mình vẫn đang quẩy rất sung và căng. Khoảnh khắc bạn nhỏ nghẹn ngào rồi hai hàng nước mắt lăn xuống khiến nhiều người vừa thương vừa buồn cười. Có lẽ là vì lần đầu được đứng ở trên một sân khấu lớn với rất đông người theo dõi, hò hét ở bên dưới nên em đã sợ hãi mà bật khóc. Chỉ sau 2 ngày đăng tải, khoảnh khắc này đã thu hút hơn nửa triệu lượt xem cùng hàng trăm ngàn bình luận từ phía cư dân mạng. Đa phần đều không nhịn được cười trước màn biểu diễn văn nghệ đi vào lòng đất của bé trai này. U là trời, khóc nhưng vẫn theo điệu nhạc luôn kìa, đỉnh quá em trai ơi. Đây chắc chắn là màn biểu diễn văn nghệ đạt giải nhất vì nhờ em trai đứng khóc mà có quá trời lượt view luôn. Cô giáo cũng bất lực vì không ngờ tới cảnh này. Chắc bé ngại nên khóc đấy, đã thế còn đứng hàng đầu nữa mới chịu cơ. Nhìn vừa thương lại vừa buồn cười các bác ạ. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.